Sau sự cố đầy đáng tiếc trên Galaxy Note 7 đã khiến cho Samsung quyết định phải ngừng bán sản phẩm đấy, thì Galaxy S7s tiếp tục là một sự lựa chọn của rất nhiều người trong cái phân khúc cao cấp. Máy vẫn có một màn hình rộng 5,5 inch và đặc biệt là vẫn sở hữu những đường cong mềm mại ở hai bên, đi kèm với rất nhiều tính năng thú vị ở cái phần màn hình cong này. Và so với mức giá 18 triệu đồng đang được bán chính hãng thì các bạn chỉ cần bỏ ra 10 triệu đồng thôi là có thể sở hữu cho mình được chiếc Galaxy S7s phiên bản sách tay từ thị trường Mỹ. Và nếu quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào website hungmobile.vn để xem chi tiết hơn sản phẩm này. Hiện tại Hùng Mobile là một đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm đến từ thị trường Mỹ. Còn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chân tay cũng như là cung cấp cho các bạn một số thông tin về chiếc Galaxy S7s Mỹ để các bạn có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm này. Đầu tiên là về thiết kế, S7s Mỹ gần như không có khác biệt gì so với phiên bản quốc tế về hình thức bên ngoài. Sản phẩm này ở Việt Nam thì chỉ có hàng đã qua sử dụng thôi, vì vậy các bạn khi đi mua hàng nên ưu tiên chọn cho mình những cái máy có hình thức còn đẹp để đảm bảo trải nghiệm nó còn tốt. Chúng ta vẫn có một thiết kế cực kỳ sang chảnh với độ hoàn thiện gia công rất là cao đến từ Samsung. Mặt sau sẽ có một vài chi tiết khác biệt để cho các bạn có thể nhận diện được cái phiên bản đến thị trường Mỹ. Ở nắp lưng phía sau bản Mỹ thì sẽ có thêm dòng chữ Galaxy S7s, khẳng định luôn tên thương hiệu sản phẩm. Và sẽ có 4 nhà mạng chính ở Mỹ sẽ phân phối sản phẩm này. Riêng đối với nhà mạng T-Mobile và AT&T thì nó sẽ có thêm logo của nhà mạng được in thay thế cái vị trí logo của Samsung này. Đấy, như các bạn có thể thấy. Ở phía dưới này thì chúng ta vẫn có thêm một số các thông tin của máy để cho các bạn kiểm tra, như là mã máy hay là email của sản phẩm. Tiếp đến là về cấu hình thì Galaxy S7s thì sản xuất ra sẽ được Samsung trang bị hai loại chip, đó là chip Snapdragon và chip Exynos tùy từng phiên bản. Và rất may là cái phiên bản đến từ trường Mỹ này thì nó sẽ sử dụng con chip Snapdragon 820, sẽ cho các bạn hiệu năng cũng là khả năng tương thích và ứng dụng tốt hơn. Cùng với đó là cái con GPU đi kèm cái chip Snap này cũng cho khả năng xử lý đồ họa nó tốt hơn cái con GPU đi kèm chip Exynos. Và bộ nhớ RAM thì vẫn là 4GB cho khả năng chạy đa nhiệm rất là ngon. Nói chung là cấu hình của em này thì các bạn không cần phải lăn tăn một điều gì cả, mạng sẽ cho tốc độ xử lý rất là nhanh, chơi game rất là mượt. Và pin thì đã được nâng cấp lên có dung lượng là 3600mAh. Và ngoài có một cái cấu hình bá đạo ra thì đây cũng là một chiếc smartphone có pin khá tốt và rất là tuyệt vời cho những game thủ hay là những người có nhu cầu sử dụng điện thoại hàng ngày với tần suất cao ở trên smartphone lựa chọn sản phẩm này. Về phần mềm thì máy Mỹ vẫn cho các bạn lắp SIM vào và sử dụng bình thường ở hệ điều hành gốc luôn, và các bạn sẽ không gặp các lỗi như là giới hạn ký tự hay là kiểm tra tài khoản vân vân. Các bạn lưu ý cho mình là đối với bản AT&T và T-Mobile thì mặc định nó sẽ không có hỗ trợ tiếng Việt. Nếu các bạn muốn dùng tiếng Việt thì phải cài sang các cái bản Jungkook. Khác với phiên bản Hàn sẽ không cho chuyển chế độ mạng trong phần cài đặt thì trên máy Mỹ vẫn cho các bạn chuyển các chế độ mạng 4G, 3G hay chỉ là 2G, rất là tuyệt vời. Theo máy cũng sẽ có thêm một số các ứng dụng rác của nhà mạng, tuy nhiên chỉ có một vài cái thôi và gần như nó không ảnh hưởng gì đến cái trải nghiệm của chúng ta. Và các bạn có thể ẩn hoặc là rút máy để gỡ chúng đi. Vấn đề sóng sánh của Galaxy S7 Mỹ vẫn rất là ổn và lúc nào cũng căng vạch. Mình có trải nghiệm qua một thời gian ở trên sản phẩm này thì mình thấy không có vấn đề gì cả. Ngay kể cả trong thang máy hay là các khu nhà cao tầng đều ok. Và tin vui là cả 4 nhà mạng Mỹ đều có hỗ trợ 4G trên Galaxy S7s ở Việt Nam. Trên đây là những thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc Samsung Galaxy S7s Mỹ. Phiên bản này sẽ giúp các bạn tiết kiệm được khoảng 8 triệu đồng so với việc mua hàng chính hãng. Tuy nhiên thì các bạn cũng cần phải lưu ý và kiểm tra thật kỹ càng khi đi mua sản phẩm này để chọn cho mình được những chiếc máy còn ngon. Hiện tại thì Hùng Mobile đang là đơn vị số 1 chuyên phân phối các sản phẩm đến thị trường Mỹ với hình thức, chất lượng, giá cả cũng như là các chế độ đi kèm đều rất là ok. Nếu quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào website hungmobile.vn để xem chi tiết. Còn video này thì mình xin được tạm ngừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.